Chào mừng quý vị đã đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Trong phần đầu của bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Công Thương khẳng định vẫn bán xăng A92 song song với xăng E5. Dixi đồng ý thảo luận mức chiết khấu với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, ngành thuế lập tổ công tác xem xét nghĩa vụ thuế của những người Việt có tên trong hồ sơ Panama. Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế đã công bố phần lớn những cái tên trong tài liệu Panama. Bộ tài liệu nghi ngờ dính dáng đến những vụ trốn thuế và gian lận thuế tại nước ngoài do hãng luật Mossack Fonseca thành lập và điều hành. Trong đó có 189 cái tên của các tổ chức và cá nhân Việt Nam được đăng tải. Ngay chiều cùng ngày, Tổng cục Thuế đã quyết định thành lập khẩn một tổ công tác điều tra nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân và tổ chức này. Tổ công tác này bao gồm nhiều vụ như vụ thanh tra, vụ tổ chức cán bộ, ban cải cách hiện đại hóa thủ tục thuế, vụ tuyên truyền. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an cùng cơ quan chức năng của các quốc gia đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam để xác minh và kiểm tra thông tin. Một đại diện của Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã bắt đầu điều tra về nguồn tiền, cách thức chuyển tiền của những cá nhân tổ chức có tên trong tài liệu này. Tuy nhiên, vị này cũng cho biết để có câu trả lời là có hành vi rửa tiền hay không, phải mất thêm một thời gian nữa. Một số chuyên gia cũng nhận định, ranh giới để xác định giữa chuyển đầu tư ra nước ngoài để giảm thuế và trốn thuế là rất khó phân định. Sẽ không ngừng bán xăng A92 để thay bằng xăng E5. Những loại xăng này đều được bán song song cùng nhau. Đây là các khẳng định mới nhất của Bộ Công Thương trước một số thông tin cho rằng sẽ ngừng bán xăng A92 trong vài tuần nữa. Trước các thông tin đồn đoán về việc xăng A92 sẽ bị ngừng bán tại một số địa phương từ đầu tháng 6 tới, Bộ Công Thương đã lên tiếng phủ nhận và cho biết sẽ không có chuyện ngừng bán xăng 92 để thay thế bằng xăng E5. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng cho biết Bộ không phải là đầu mối chủ trì tiêu thụ xăng E5. Theo kế hoạch ban đầu của chính phủ, xăng E5 đã được thí điểm bán ra tại một số tỉnh thành từ cuối năm 2014. Tuy nhiên, tiến trình thực hiện tiếp theo đó không được như mong đợi, nên chính phủ đã có chỉ thị mới với dự kiến đến tháng 11 năm 2015, sẽ có 50% số cửa hàng tại 8 tỉnh thành thí điểm thực hiện bán xăng E5. Đó là các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, liên quan đến việc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP gửi công văn đề nghị hệ thống siêu thị Big C Việt Nam giảm chiết khấu cho các doanh nghiệp trong câu lạc bộ hàng nội địa của Hiệp hội. Trao đổi với FBNC mới đây, đại diện câu lạc bộ cho biết Big C đã đồng ý làm việc với Hiệp hội để thảo luận về mức chiết khấu này. Đại diện câu lạc bộ hàng nội địa của VASEP cho biết, phía Big C đã có văn bản mời Hiệp hội đến để trao đổi về kiến nghị của Hiệp hội, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 tới. Đây là lần đầu tiên Big C có thiện chí này. Các năm trước đó, dù Hiệp hội không ít lần gửi đơn đề nghị làm việc về vấn đề chiết khấu, nhưng siêu thị đều không phản hồi. Cũng theo đại diện của VASEP, sau buổi họp mới đây giữa các thành viên trong câu lạc bộ, các thành viên đều thống nhất đề nghị siêu thị không tăng chiết khấu trong năm 2016 và có lộ trình giảm chiết khấu cho các doanh nghiệp về mức tối đa 15%. Vì đại diện của VASEP cũng nhấn mạnh không có chuyện các doanh nghiệp trong câu lạc bộ rút hàng hay ngừng cung cấp hàng cho Big C như một số báo chí phản ánh. Việc cung cấp hàng vẫn diễn ra bình thường như hợp đồng đã ký với siêu thị, song song với việc các doanh nghiệp kiến nghị siêu thị không tăng, đồng thời giảm chiết khấu cho các hợp đồng mới. Trước thông tin cho rằng Big C Việt Nam cố tình tăng chiết khấu để đuổi khéo doanh nghiệp Việt, một số doanh nghiệp nhận định không hẳn thế, bởi đề nghị tăng chiết khấu của siêu thị diễn ra nhiều năm nay, chứ không phải vào thời điểm hệ thống siêu thị này được bán cho tập đoàn Central Group của Thái Lan. Dù lo khả năng cạnh tranh của hàng Việt khi hệ thống Big C đổi chủ, nhưng các doanh nghiệp cũng cho rằng nếu tập trung cải thiện chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Việt, thì hàng hóa Việt vẫn có chỗ đứng trong hệ thống phân phối của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài tại Việt Nam. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Dù trong đề án cổ phần hóa, cả Sabaco và Habaco đều đưa ra kế hoạch niêm yết trong vài tháng sau khi IPO. Tuy nhiên, hơn 8 năm sau, cả hai đại gia của ngành giải khát Việt Nam hiện vẫn chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn. Và đó là điều bức xúc cho không ít nhà đầu tư đã và đang nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp này vì bị chôn vốn quá lâu. Viện dẫn quyết định 51 của chính phủ từ năm 2014 về việc người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp niêm yết phải thúc giục doanh nghiệp niêm yết tối đa là 1 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VAFI cho rằng hạn cuối để các doanh nghiệp như Sabeco và Habeco niêm yết là từ cuối năm ngoái. Do đó, VAFI kiến nghị Bộ Công Thương và Hội đồng Quản trị Tổng các công ty rượu bia nước giải khát Sài Gòn Sabeco và rượu bia nước giải khát Hà Nội Habeco phải đưa cổ phiếu lên sàn. VAFI cũng cho rằng cần tính cả phương án cho thoái toàn bộ vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp này. Ước tính nếu bán hết phần vốn nhà nước tại hai đại gia này,
thì có thể thu về 3 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Sabeco và Habeco đều đã cổ phần hóa từ những tháng đầu năm 2008, nhưng không chào bán hết lượng cổ phần dự kiến. Do đó, Bộ Công Thương hiện vẫn còn đang nắm lần lượt 90% và 82% vốn tại đây. Và đến với chuyên mục Mỗi Ngày Một Con Số hôm nay, chúng tôi muốn nói đến con số 1 tỷ lít. Đây là lượng bia được sản xuất tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, theo số liệu của Bộ Công Thương. Điều này có nghĩa là lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam trong 4 tháng qua cũng sắp xỉ con số trên và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 4, Bộ Công Thương đã cho biết các doanh nghiệp ngành bia đã sản xuất được hơn 200 triệu lít, tương đương với cùng kỳ. Nhiều dự báo cũng ước tính trong cả năm 2016, Việt Nam có thể tiêu thụ gần 3,2 tỷ lít bia, tăng nhẹ so với năm 2015. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công Thương nhận định lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành này có thể sụt giảm do việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2016. Thông tin vừa rồi cũng khép lại phần đầu của bản tin Cà phê Sài Gòn. Tiếp theo sau là những nội dung đáng chú ý. Sẽ trình Quốc hội phê chuẩn hiệp định TPP vào kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14. Doanh nghiệp đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh cho đầu tư dự án xây cầu vượt và hầm chui vào sân bay Tân Sơn Nhất.